Đồng tình luyến ái, bất luận là giữa người nam hay người nữ, đều được xem là những liên hệ tình dục không đúng đắn. Sexual misconduct. Đây là đoạn trích trong cuốn sách Vượt khỏi giáo điều, Beyond Dogma, của tác giả Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, viết vào năm 1996. Tại phương Tây, đây có lẽ là nhận định gây tranh cãi nhất của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Rất nhiều người sử dụng quan điểm này của vị tăng thống Phật giáo Tây Tạng để nặng thì lên án, nhẹ thì hoài nghi tính nhân văn và minh triết của Phật giáo trong bối cảnh hiện tại. Thế nhưng, cần nhiều hơn một vài câu nói để có thể đi đến kết luận Phật giáo ủng hộ hay phản đối vấn đề đồng tính luyến ái. Ngay chính nhận định trên của Đức Đạt Lai Lạt Ma, khi bị đặt ra ngoài bối cảnh của nó, cũng chưa nói được rõ ràng và đầy đủ quan điểm của Ngài. Vậy, có thể hiểu về chủ đề đồng tính trong tư tưởng Phật giáo ra sao? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết Tôn giáo và đồng tính, phần 1, Phật giáo của tác giả Phong Trung trên Spyroom nhé! Trước hết, để có thể hiểu được quan điểm của Phật giáo về đồng tính, cần phải thống nhất trước hết một vài điểm. Thứ nhất, cần phải phân biệt tình cảm, yêu đương đồng giới và quan hệ tình dục đồng giới. Thứ hai, Đức Phật khi còn tại thế không đề cập đến vấn đề đồng tính, không khuyến khích và cũng không phản đối. Vậy nên, người đồng tính không phải là người có tội trong Phật giáo. Tuy nhiên, giới tính nào được xuất gia như thế nào thì có được đề cập. Vấn đề này sẽ được bàn kỹ hơn ở phần sau. Thứ ba, Phật giáo có rất nhiều chi phái và truyền thống khác nhau. Sự khác nhau có thể lớn tới mức có thể coi là những tôn giáo riêng biệt. Vì vậy, sẽ tồn tại rất nhiều giáo lý, nghi thức, truyền thống ở chi phái này là đúng, nhưng ở chi phái khác là sai. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được xem là thủ lĩnh tinh thần của Phật giáo Tây Tạng nói chung và phái Geluk, tức mũ vàng, nói riêng. Ngài không phải đại diện của toàn bộ tín đồ Phật giáo thế giới. Thứ tư, tín đồ Phật giáo chia thành hai dạng là tu sĩ xuất gia và cư sĩ tín đồ Phật tử tại gia. Phật giáo có những giáo luật khác nhau ràng buộc hai đối tượng này. Vấn đề đồng tính đối với Phật tử tại gia. Giáo luật trong Phật giáo cũng không ít nhưng có thể rút ngắn lại còn 5 điểm cơ bản nhất được gọi là ngũ giới. Tất cả tín đồ đều bắt buộc phải tuân theo ngũ giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Riêng đối với tầng lớp tu sĩ, những người đã xuất gia, dâm giới đồng nghĩa với việc không được quan hệ giới tính, thủ dâm, thị dâm dưới bất cứ hình thức nào, kể cả trong tâm thức. Còn đối với tầng lớp Phật tử tại gia, tà dâm được hiểu là các hành vi về tính dục vi phạm chuẩn mực đạo đức thông thường. Nhưng như thế nào là chuẩn mực đạo đức thông thường thì có sự khác biệt giữa các truyền thống Phật giáo vốn chịu ảnh hưởng nhiều bởi chuẩn mực đạo đức của từng cộng đồng. Một số chuẩn mực chung rõ ràng được chấp nhận có thể kể đến như quan hệ tình dục ngoài vợ ngoài chồng, quan hệ tình dục với người chưa vợ chưa chồng, quan hệ tình dục ở địa điểm hoặc thời gian không thích hợp. Có những truyền thống quan niệm ban ngày là thời gian không thích hợp. Quan hệ tình dục với vợ, chồng mình nhưng lại nghĩ đến người khác. Thủ dâm, thị dâm, ấu dâm, cưỡng bức, tất cả đều là phạm giới tà dâm. Như đã đề cập ở phía trên, Phật giáo vốn dĩ không khuyến khích cũng không kết tội vấn đề đồng tính. Nhiều tôn giáo khác lại có kết tội. Vậy nên, Phật giáo sẽ không can dự đến vấn đề một người có tình cảm với một người đồng giới. Tuy nhiên, Phật giáo có can dự vào vấn đề quan hệ tình dục đồng giới, nhưng can dự tới mức nào thì lại tùy vào từng truyền thống, tông phái, cộng đồng, quốc gia. Trong phạm vi giới luật tà dâm, quan hệ tình dục ngoài vợ ngoài chồng đã là sai trái, nên quan hệ đồng tính tại các quốc gia chưa chấp thuận hôn nhân đồng giới chắc chắn cũng là sai phạm. Hơn nữa, một số truyền thống Phật giáo chỉ chấp thuận quan hệ tình dục sử dụng các bộ phận sinh dục vào đúng nhiệm vụ của nó, tức là chỉ chấp nhận quan hệ tình dục giữa dương vật và âm đạo, penis, vagina, sex. Các hình thức khác như thủ dâm, khẩu dâm, quan hệ qua đường hậu môn, v.v. bất kể giới tính nào đều đã vi phạm dâm giới. Điều này cũng bao trùm lên trên tất cả các hình thức quan hệ tình dục đồng giới thông thường. Đó là trường hợp của truyền thống Phật giáo Tây Tạng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma nói tới. Nói thêm về quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cuốn sách Vượt khỏi giáo điều, Beyond Dogma, được Ngài viết với tư cách là đại diện của truyền thống Phật giáo Tây Tạng nói chung và phái mũ vàng Geluk nói riêng do Ngài Tông Khách Ba, Tsongkhapa sáng lập. Đức Đạt Lai Lạt Ma của hiện tại là Ngài Đăng Châu Gia Mộc Thố, hay tên thật là Tenzin Gyatso, không có toàn quyền thay đổi những truyền thống cũ mà không có sự đồng thuận của hội đồng các bậc trưởng lão. Cá nhân Ngài không kỳ thị nhưng cũng không hề ủng hộ vấn đề quan hệ tình dục đồng giới. Đối với Ngài, đây là vấn đề cá nhân. Nếu hai người hợp ý, quan hệ an toàn, không vi phạm pháp luật,
thì các hành vi kỳ thị, áp bức người đồng tính và áp bức việc quan hệ đồng tính đều là vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, cá nhân ngài vẫn công nhận quan hệ tình dục mà không cần sử dụng dương vật và âm đạo là việc không hoàn toàn hợp lý. Cụ thể, trong trích đoạn bài phỏng vấn của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 trong chương trình Larry King Now vào tháng 3 năm 2014, ngài đã chia sẻ quan điểm của mình như sau. What do you make of the whole emerging gay question? Khi được hỏi về mối quan hệ đồng tính, tôi nghĩ điều ấy thuộc về vấn đề cá nhân. Tất nhiên, bạn thấy đấy, những người có tín ngưỡng hoặc theo những truyền thống đặc biệt thì nên làm theo truyền thống của mình. Giống như đạo Phật, có nhiều giới luật về tà dâm khác nhau mà bạn nên tuân theo. Nhưng đối với những người không theo tôn giáo nào, thì việc này tùy thuộc vào họ. Có nhiều hình thức quan hệ tình dục khác nhau, miễn là quan hệ một cách an toàn và những người tham gia đều hoàn toàn đồng thuận, thì chuyện đấy ổn thôi. Nhưng bắt nạt hay lạm dụng người đồng tính là sai. Điều đó là vi phạm nhân quyền. What about same-sex marriage? Khi được hỏi về hôn nhân đồng giới, điều đó tùy thuộc theo luật pháp của mỗi quốc gia. Cá nhân tôi cho rằng điều ấy không có vấn đề gì. Tôi nghĩ đó là việc riêng của mỗi người. Nếu hai người, một cặp đôi, thật sự thấy rằng kết hôn như vậy là thực tế và thỏa mãn hơn và cả hai bên đều đồng ý, thì chuyện đấy cũng ổn thôi. Bên cạnh đó, vẫn phải nói lại là Phật giáo vốn dĩ có chủ trương không đặt nặng vấn đề tình dục. Mặc dù đây luôn là trở ngại trong quá trình tỉnh thức và giác ngộ, nhưng Phật giáo cũng không có chủ trương cấm dục đối với toàn thể tín đồ. Quan hệ tình dục thì chỉ giữ ở mức độ vừa phải, bảo đảm duy trì nòi giống, giữ vững hạnh phúc gia đình. Đồng tính và quan hệ tình dục đồng giới cũng tương tự như vậy. Không phải vấn đề trọng tâm mà Phật giáo tìm kiếm lời giải đáp. Vì vậy, vì có sự khác biệt giữa các tông phái, truyền thống trong vấn đề này, dù lớn đến đâu, cũng không phải vấn đề hệ trọng nhận được nhiều sự quan tâm. Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng các tông phái, truyền thống Phật giáo Đại Thừa có phần cởi mở hơn về vấn đề này. Vấn đề đồng tính đối với tầng lớp tu sĩ. Cũng như đã đề cập trong phần 1, đối với những người đã xuất gia, tất cả các hình thức quan hệ tình dục và tình cảm yêu đương đều vi phạm giới luật tà dâm. Vì vậy, sau khi xuất gia, theo lý thuyết, đã không còn tồn tại vấn đề đồng tính hay quan hệ tình dục đồng giới nữa. Tuy nhiên, người đồng tính, song tính, chuyển giới có được thọ giới hay không lại là một câu chuyện khác. Mặc dù không có quy định thực sự chặt chẽ, cũng không có lời thề nguyện nào trước khi xuất gia có liên quan tới vấn đề xác định bản dạng giới, nhưng những người đồng tính công khai sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu muốn được thọ giới. Có một số vấn đề thực tế dẫn tới hiện trạng này. Trong kinh điển Phật giáo không nhắc trực tiếp tới những người đồng tính, nhưng có hai khái niệm là Upatovyanjanaka và Panaka, với nghĩa gốc lần lượt là những người có cả hai bộ phận sinh dục và những người không có bộ phận sinh dục, bẩm sinh hoặc bị hoạn. Nhưng trên thực tế, hai khái niệm này thường được hiểu là những người đồng tính nói riêng và LGBT nói chung. Đặc biệt, đối với phái nam, những khái niệm này thường có ý chỉ những người có xu hướng nữ tính hơn chủ ngực thông thường, có thể tạm hiểu là những người chuyển giới nữ hoặc những người đã bị hoạn. Theo luật tạng, tức Vinaya Pitaka, phần thứ hai trong ba phần cốt tủy của kinh điển Phật giáo Tam Tạng gồm Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng, Đức Phật mới chỉ cho phép nam giới, và một thời gian sau đó là cho phép nữ giới thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thành phần Upatovyanjanaka và Panaka vẫn chưa bao giờ được cho phép một cách chính thức. Ngay cả việc cho phép người nữ được thọ giới cũng không hề dễ dàng. Truyện Phật giáo kể lại rằng Hoàng hậu Mahabhasa Bade Kodamji, tức Mahaprajapati Kothami, là mẹ nuôi, mẹ kế và cũng là dì ruột của Đức Phật, trước khi được ngài chấp thuận xuất gia đã bị từ chối rất nhiều lần. Theo đó, bà đã trở thành vị tỳ kheo ni đầu tiên, mở đầu cho dòng truyền thừa này. Việc cho phép nữ giới vào tăng đoàn cũng gây ra nhiều khó khăn vì quy định của Phật giáo đối với tu sĩ là hoàn toàn cấm dục. Nếu việc ăn ở, tu hành, sinh hoạt trong tăng đoàn giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni không được ngăn cách rõ ràng thì sẽ rất khó để giáo luật có thể được duy trì. Nếu xét tới khía cạnh này, những người đồng tính khó có thể được chấp nhận gia nhập tăng đoàn vì nếu xét theo giới tính sinh học, họ sẽ phải sinh hoạt đối với những người mà bản thân mình bị hấp dẫn giới tính. Việc xếp họ sinh hoạt với những người thuộc giới tính còn lại cũng sẽ gây ảnh hưởng tới cộng đồng đó. Theo luật tạng, những người được hiểu là đồng tính, tức Upatovyanjanaka và Panaka, không được thọ giới vì họ có thể khiến những người đồng tu ham muốn và thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Ngoài ra, nhiều cơ sở Phật giáo từ chối thọ giới cho những người đồng tính vì lý do hình ảnh. Các vị tu sĩ thường xây dựng hay cố gắng tu tập để xây dựng hình ảnh uy nghi, mẫu mực, đức hạnh trong mắt cộng đồng. Trong khi đó, theo quan điểm phổ thông hiện tại, những người đồng tính,
Ở đây muốn nói đến đối tượng nam giới có xu hướng nữ tính quá chuẩn mực thông thường hoặc là chuyển giới nữ, thường khó có thể có hình ảnh như vậy. Điều này có thể làm ảnh hưởng tới hình ảnh chung của cơ sở, của tăng đoàn và của giáo hội. Kết luận: Phật giáo có thể không phải là tôn giáo bạn nên tìm đến nếu muốn có lời giải cho câu hỏi đồng tính nên hay không nên, vì đây không phải là vấn đề Phật giáo quan tâm. Ngoài ra, sự chia rẽ và khác biệt về giáo lý và truyền thống giữa các tông phái và địa phương trong Phật giáo là rất lớn, bao gồm cả việc có chấp nhận vấn đề đồng tính hay quan hệ tình dục đồng giới hay không. Điều này dẫn tới hiện tượng, có nơi cho rằng đó là bình thường, có nơi cho rằng đó là kỳ lạ, có nơi không quan tâm, có nơi lại phản ứng gay gắt. Nếu xét về mặt bằng chung, cũng khó có thể nói Phật giáo ủng hộ phong trào đồng tính, vì vẫn có những dấu hiệu cho thấy có sự phân biệt đối với cộng đồng này trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, Phật giáo thường cũng không phải là cộng đồng phản đối phong trào đấu tranh cho cộng đồng LGBT. Qua bài viết này, tác giả Phong Trung hy vọng có thể giúp bạn hiểu biết hơn về chủ đề tôn giáo và đồng tính. Từ đó, trong các cuộc đối thoại, tranh luận liên văn hóa, liên tôn giáo về chủ đề này, bạn có thể tránh việc đi vào ngõ cụt vì sự thiếu hiểu biết hay thiếu tôn trọng suy nghĩ của đối phương. Sau khi xem xong video, bạn thấy sao về những quan điểm của Phật giáo về đồng tính? Nếu là một Phật tử, quan niệm của bạn về chủ đề này có tương đồng với những gì tác giả chia sẻ hay không? Hay có khía cạnh nào về quan hệ đồng tính trong các tôn giáo nói chung mà bạn muốn bàn luận thêm cùng chúng mình không? Hãy để lại bình luận cho Spyroom biết nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!